Xin kính chào quý vị và các bạn. Ba biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chuẩn bị diễn ra sau bao ngày tháng mong chờ chuẩn bị. Lúc này cả mảnh đất Điện Biên đang hừng hực khí thế hơn bao giờ hết. Quân chủng phòng không không quân, lực lượng sẽ góp mặt ngay ở phần mở màn sau đó là màn diễu binh của khối sĩ quan trực thuộc nhằm khơi dậy truyền thống vẻ vang trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để góp phần vào thành công của lễ kỷ niệm. Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện Phòng không không quân, các cán bộ chiến sĩ của lực lượng đã phải dành nhiều tháng trời để thao luyện trên nền đường nhựa rác bỏng dưới cái nắng đỉnh điểm lên tới 43 độ của lòng chảo Điện Biên. Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Quân chủng phòng không không quân lên làm nhiệm vụ tại Điện Biên được chính quyền địa phương và nhân dân rất quan tâm. Đây là nguồn cổ vũ động viên rất lớn. Chính những món quà ý nghĩa đó và tình cảm ấm áp của đồng bào Tây Bắc đã khơi dậy trong chúng tôi tinh thần quyết tâm nỗ lực, nên dù điều kiện khắc nghiệt như thế nào, chúng tôi cũng khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của lễ kỷ niệm. Một lực lượng vô cùng quan trọng khác góp mặt tại lễ kỷ niệm đó là khối các dân tộc Tây Bắc với đa dạng sắc màu đặc trưng của 20 dân tộc anh em đoàn kết chung sống, xây dựng và bảo vệ quê hương là điểm tựa vững chắc giúp quân đội ta giành thắng lợi vẻ vang trong chiến dịch Điện Biên phủ. Niềm tự hào đó cũng là động lực để các thành viên trong khối nỗ lực hết mình cống hiến cho màn diễu hành thành công tại lễ kỷ niệm. Ông Hoàng Văn Phong, trưởng ban phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, trưởng khối các dân tộc Tây Bắc cho biết: "Anh em rất tự hào, trách nhiệm cố gắng vượt nắng thắng mưa, không ngại thời tiết, nhưng mà rất là háo hức. Buổi sáng chúng tôi dậy đi từ 2 giờ, chiều bắt đầu tập trung từ 13 giờ, rất là phấn khởi. Không riêng các lực lượng được phân rõ vai rõ trách nhiệm, người dân sinh sống trong lòng thành phố Điện Biên Phủ cũng như khắp nơi đổ về, không ai bảo ai, mỗi người một chân một tay vừa cổ vũ vừa tiếp lửa cho những người làm nhiệm vụ. Những lúc như thế, từ mỗi người đều cảm thấy tự hào về lòng đoàn kết yêu nước đã ăn sâu vào máu thịt của quân và dân Việt Nam. Bà Trần Thị Hồng ở thành phố Điện Biên phủ chia sẻ: "Gia đình tôi có cháu đang học lớp 11, hàng ngày cũng ra tập luyện ở sân vận động. Con dâu là giáo viên cũng đi tiếp nước hoa quả. Bản thân tôi cũng thế, đi tiếp nước cho các anh các chị tập luyện vất vả nóng nực trên đất Điện Biên." tôi không biết nói gì hơn chỉ biết rằng điện biên tôi anh hùng như thế này mọi người cả nước tụ hội về đây tôi rất mừng vui trước lễ kỷ niệm buổi tổng duyệt đã diễn ra thuận lợi được ban chỉ đạo trung ương đánh giá cao sau tổng duyệt các lực lượng tranh thủ thời gian để rút kinh nghiệm cho sự kiện chính thức mọi công tác lễ tân khánh tiết cổ động an ninh bảo đảm chú đáo chặt chẽ hứa hẹn lễ kỷ niệm sẽ diễn ra thành công đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân du khách trong và ngoài nước